Thưa quý vị, thưa các bạn, giá lợn hơi ngày hôm nay ngày 9 tháng 5 tại thị trường miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao, một số nơi đã đạt 95.000 đồng một ký. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi cũng tiếp tục đà tăng, đặc biệt ở tỉnh Đồng Nai đã tăng tới 8.000 đồng một ký, lên mức cao kỷ lục là 93.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, mức giá 92.000 đồng một kg đang phổ biến ở nhiều địa phương như thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái. Tại Bắc Giang, Hưng Yên, giá lợn hơi hôm nay đạt 93.000 đồng một kg. Giá lợn hơi cao nhất tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam. Theo đó, lợn siêu hoàng đẹp được thương lái lựa mua với giá 95-96.000 đồng một kg. Hàng loại 2, loại 3 giá cũng cao ngất ngưỡng từ 90.000 đồng đến 92.000 đồng một kg. Khu vực Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, giá lợn hơi hôm nay không có biến động, đạt 90.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi tiếp tục đà tăng mạnh. Trong đó, theo ghi nhận, giá lợn hơi tại Đồng Nai đã tăng tới 8.000 đồng một kg so với hôm trước, đạt mức cao kỷ lục 93.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu cũng tăng từ 1 đến 3.000 đồng một kg, lần lượt đạt 89.000 đồng một kg và 90.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh miền Tây đồng loạt tăng ở nhiều địa phương. Trong đó, Cà Mau tăng 4.000 đồng một kg lên mức 89.000 đồng một kg. Kiên Giang tăng 1.000 đồng lên 89.000 đồng một kg. Trà Vinh tăng 2.000 đồng, cán mốc 92.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại thành phố Cần Thơ cũng tăng mạnh, lên 90.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg so với đầu tháng. Thưa quý vị, sau dịch tả lợn châu Phi, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chuyển sang nuôi các loại gia cầm. Tuy nhiên, vừa qua, một số địa phương trên cả nước xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm, thêm vào đó là tình trạng nhiều nhà hàng, bếp ăn phải tạm ngưng hoạt động để giãn cách xã hội khiến cho giá gia cầm giảm mạnh. Điều này khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Đồng Tháp đứng trước nguy cơ thua lỗ. Hơn nửa tháng nay, gia đình ông Toàn như ngồi trên đống lửa, bởi bầy vịt hiện tại không có thương lái thu mua. Cách đây một tháng, ông Toàn đã xuất bán 2 lứa vịt nhưng đều thua lỗ. Đầu ra thì giá nó thấp, nhưng mà tính tất cả các thứ chi phí rồi như con gia cầm giờ mà bán ra thì không đủ cái số vốn. Đợt này thì nó còn khoảng chừng tầng lẻ là phải bán rồi. Nhưng mà trong thấy cái giá thị trường nó chưa không có nhích lên gì thì chắc tôi thấy chắc lỗ. Không chỉ giá vịt giảm, nhiều tháng qua giá thịt gà cũng duy trì ở mức thấp. Theo người chăn nuôi, đây là mức giá thấp kỷ lục, trong khi giá cám và thức ăn chăn nuôi đều tăng so với trước đây, khiến không ít người chăn nuôi thua lỗ nặng và không có khả năng tái đàn. Cũng lo trong bụng mà không biết tới thời điểm mình xuất bán, nó có được lên giá, nó có lên cao hơn một chút để có một số vốn để xây sở làm ăn lại. Hiện tại chắc là hoài với lỗ thôi, cũng hy vọng là qua dịch này thì các quán ăn, nhà hàng mở cửa trở lại thì nó giá gia cầm nó sẽ lên lại. Việc tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều hộ chăn nuôi chuyển sang nuôi các loại gia cầm và tăng đàn không kiểm soát. Hiện tổng đàn gia cầm của tỉnh Đồng Tháp đã lên đến hơn 4,5 triệu con. Trong khi đó, các bếp ăn công nghiệp, trường học ngưng hoạt động khiến nhu cầu tiêu thụ gia cầm giảm trong khi nguồn cung tăng cao.